Hai xin chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe vậy. Trong cái bản tin thì ngày hôm nay em cũng muốn tiếp tục là em lên em cập nhật cho vị những cái thông tin thì nó đang liên quan về cái câu chuyện như là của một số những cái dàn luật sư online hay là thậm chí liên quan về cái câu chuyện như là của Tịnh Thất Bồng Lai hiện nay. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết rồi, những cái mức án đã được đưa ra bên phía Tịnh Thất Bồng Lai và như những cái vấn đề lụm lon hay là lừa đảo gì đó quý vị cũng được cơ quan chức năng phục hồi trong cái quá trình điều tra. Và trong mấy ngày hôm nay nó đang lùm xùm về những cái câu chuyện như là những cái dòng tin nhắn của cô luật sư Thanh Từ Trần đã từng nhắn tin với anh Tony Phạm. Và thậm chí quý vị cũng biết trong cái ngày hôm nay cái cô luật sư Thanh Từ Trần cũng tiếp tục lại là lên tiếng về cái vụ việc như là những cái dòng tin nhắn đã nhắn tin với anh Tony Phạm, hay là thậm chí cô ta đã chặn anh Tony Phạm về những cái cuộc gọi như là cô ta đang live stream và anh Tony Phạm biết cái thông tin là cô ta đang live stream và nói là cố tình phá cô ta để điện thoại cho cô ta, nhưng cô ta thì lại không bắt máy. Bởi vì cũng biết trong cái ngày hôm nay cô ta đã chụp lên một cái hình ảnh cũng là những cái dòng tin nhắn liên quan tới cái câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai. Và thậm chí là ngày hôm nay cô ta lại tiếp tục đăng một cái tab cộng đồng nói về cái câu chuyện là luật sư của cô ta. Và thậm chí cô ta nói về cái câu chuyện như là của Tịnh Thất Bồng Lai. Cô ta nói là như là cô ta đang là luật sư. Đó, nhưng cô ta chưa từng đụng chạm gì tới ai, thậm chí là những cái kênh YouTube nào. Và tại sao có rất là nhiều người lên trên mạng xã hội nói cô ta là ô môi hoặc là ô mô gì đó quý vị. Và thậm chí cô ta còn nói cái câu chuyện như là cô ta là luật sư thì cô ta có quyền đi bào chữa cho ai là thuê mướn cô ta gì đó. Đó, tại vì cô ta là luật sư mà. Và thậm chí thì cái câu chuyện như là cô ta binh vực cho ông Lê Tùng Vân hay là muốn bào chữa cho ông Lê Tùng Vân gì đó vậy. Ghê không quý vị? Bây giờ cô ta muốn làm luật sư mà bào chữa cho cụ Lê Tùng Vân luôn. Rồi còn năm vị luật sư kia thì làm sao quý vị? Bây giờ mà cô ta mạnh miệng ghê ha. Ý cô ta nói á, nếu như mà bên phía Tịnh Thất Bồng Lai á, có thuê, thậm chí là có mướn cô ta đi bào chữa giùm thì cô ta vẫn sẵn sàng là đi bào chữa cho cụ Lê Tùng Vân. Thậm chí là một người dân nào đó có nhu cầu như là thuê mướn luật sư thì cô ta cũng sẵn sàng đi bào chữa giùm cho tất cả mọi người. Nhưng ở đây á là không có ai. Quý vị biết á, từ khi mà quý vị biết cô ta có cái bằng luật sư là cái vấn đề á như là người dân muốn cô ta đi bào chữa hoặc là đi cãi giùm đó thì hầu như là chưa có, quý vị, chưa có một lần nào luôn hay gì đó. Tại vì nếu có thì cô ta sẽ khoe những cái vấn đề đó lên trên mạng xã hội rồi. Thậm chí là rất là nhiều cô dì chú bác cũng biết được cái năng lực của cô ta hay đến mức độ nào, nên người ta không có dám thuê và người ta cũng không có dám mướn cô. Quý vị thấy không? Bây giờ cô ta còn muốn dành những cái chén cơm của năm vị luật sư vào chữa bên phía Tịnh Thất Bồng Lai. Sơ hở gì một cái, cô ta có thể là dành luôn những cái vị luật sư này, dành luôn những cái chén cơm như là bào chữa bên phía Tịnh Thất Bồng Lai. Mà chắc không có không bên phía Tịnh Thất Bồng Lai không có mời cô ta đâu, tại vì người ta biết cái đẳng cấp của cô ta như thế nào. Thậm chí là cái câu chuyện của năm vị luật sư mà bào chữa bên phía Tịnh Thất Bồng Lai về những cái vấn đề như là 331 thôi mà cũng không xong nữa, đúng không vậy? Đó, còn những cái vấn đề sau này mình không biết là cơ quan chức năng có xử lý cái vấn đề lụm lon hay là lừa đảo hay không thì mình chưa biết được, tại vì người ta chỉ đang điều tra thôi. Chừng nào chắc có những cái kết quả chính xác thì người ta mới đưa những cái quyết định cuối cùng, thì mình cũng phải chờ đợi những ngày đó. Và nếu quý vị nghĩ đây, nếu mà những người trong Tịnh Thất Bồng Lai có mướn có thuê thì chắc chắn người ta cũng sẽ tìm những vị luật sư khác đó, tài giỏi hơn, thậm chí là có tiếng hơn những cái vị luật sư này. Như năm vị luật sư thì chắc hết cơ hội rồi, tại vì cái đợt mà bào chữa cái vụ của Tịnh Thất Bồng Lai về cái vấn đề là 331 thì những vị luật sư này nghe đâu nhận được cái số tiền nó rất là lớn. Nhưng mà bào chữa thì lại không thành công và những cái mức án thì đã y án. Thì cô luật sư Thanh Từ Trần mình
chắc chắn đã nghe được những cái nguồn thông tin, thậm chí là nghe được những cái nguồn tiền mà bào chữa bên phía tỉnh Thất Bồng Lai, và nhận được những cái số tiền công nó rất là lớn. À, nên cô ta bây giờ có những cái ý định như là muốn nói tốt về Thiền Am nè, thậm chí là nói binh vực Thiền Am bất chấp. Thậm chí quý vị cũng biết á, là nhiều lần cô ta lên trên mạng xã hội là nói về cơ quan chức năng, thậm chí là nói cơ quan chức năng xử lý những cái vấn đề không công tâm, rồi thậm chí là nói cơ quan chức năng xử lý cái vấn đề như là cái vụ việc 50 người từng lợi tỉnh Thất Bồng Lai tấn công, và nói về cái vấn đề của cô Diễm My, rất là nhiều thứ. Nhưng cái mục đích của cô ta ở đây là nói cơ quan chức năng cố tình xử như là xử ép tỉnh Thất Bồng Lai hay là các kiểu gì đó. Và hiện nay thôi, trên mạng xã hội đầy rẫy những cái thông tin mà liên quan tới những cái vị luật sư này chia sẻ. Ngày nào những cái vị luật sư này vẫn chia sẻ là tỉnh Thất Bồng Lai vẫn còn trong sạch. Và ngày nào những cái vị luật sư online này vẫn đi tìm thông tin, đi tìm bằng chứng, đi tìm các kiểu là nói là tỉnh Thất Bồng Lai vẫn trong sạch. Thì những cái ý đồ của những người này có thể là để cho một số người như là Mạnh Thường Quân, thậm chí là cho một số người nào ủng hộ bên phía tỉnh Thất Bồng Lai ở nước ngoài đó, có những cái ý định như là thuê luật sư, mướn luật sư gì đó, và có thể nhìn thấy những cái vấn đề là cô này binh vực rất là nhiều, ủng hộ tỉnh Thất Bồng Lai rất là nhiều, mình có thể là đặt niềm tin vào cô ta đó, thì cô ta sẽ cứu được tỉnh Thất Bồng Lai các kiểu. Nhưng ở đây cái chiêu trò của cô ta bây giờ dần dần á, quý vị cũng đã thấy không, càng ngày á thì nó càng hé lộ rồi đó. Những cái dòng tin nhắn hàng ngày vẫn được chia sẻ đầy rẫy trên mạng xã hội đó, nó rất rõ ràng là chỗ đó đó. Không phải là quý vị biết mấy ngày hôm nay cô ta đòi kiện Tony về Tony Phạm gì nè, thậm chí là nói Tony Phạm đang giả. Giả những cái dòng tin nhắn, những cái dòng tin nhắn đã được cắt ghép lại chứ không phải là chính là cô ta. Thậm chí là những cái lần cô ta đăng tải lên trên mạng xã hội những cái dòng tin nhắn cô ta đã chụp lại, và cũng bị rất là nhiều những anh em YouTube vào người ta xem và người ta bắt lỗi, thậm chí là người ta xác nhận đây là những cái vấn đề là cô đã từng nhắn tin với Tony Phạm. Thậm chí là cái câu chuyện mà một người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã có con với cô Diễm My, và thậm chí là hai cháu bé gì đó cũng được đưa lên trên mạng xã hội trong cái ngày hôm qua thôi. Nó rất là lùm xùm về cái câu chuyện đó. Đó thì hiện nay cái cô luật sư Thanh Từ Trần trên mạng xã hội là một cái điểm mấu chốt, là một cái đề tài đó nó rất là nóng, được rất là nhiều những anh em YouTube người ta săn, thậm chí là được những cái anh em YouTube người ta điều tra. Tại vì cô ta càng ngày càng lộ rõ cái bản chất của mình là chỉ vì tỉnh Thất Bồng Lai, lợi dụng tỉnh Thất Bồng Lai chứ không có ủng hộ cho tỉnh Thất Bồng Lai. Thậm chí vì thấy không, khi mà tỉnh Thất Bồng Lai á bị những cái mức án đi, thì cô ta và một số người luật sư khác cũng đâu có liên quan gì đâu, thậm chí là những người đó cũng đâu có mắc cái lợi nhuận, mắc cái nguồn thu nhập đâu. Đó, người bị ở đây chính là tỉnh Thất Bồng Lai, và quý vị cũng biết là cô ta và một số người khác đồng loạt á là tẩy chay rất là nhiều kênh ủng hộ bên phía tỉnh Thất Bồng Lai nè, quý vị thấy không? Trong mấy ngày hôm nay Mộng Nguyễn nè, Miêu Mập nè, Duyên Mai nè, các kiểu đều bị những người này tẩy chay, thậm chí là kêu những cái fan bên phía tỉnh Thất Bồng Lai không ủng hộ những cái kênh này đồng loạt lên tiếng là tẩy chay những người này. Là tại sao? Tại vì những người này chỉ chia sẻ sai của một cái thông tin thôi. Thậm chí là những người này chỉ đọc lại những cái bài báo ở đăng tải lên trên mạng xã hội, thì những cái người này cứ suy nghĩ là những cái bọn này chuẩn bị quay xe rồi. Thì bây giờ mình lên á trên mạng xã hội mình đấu tố những người này để đưa những cái người này ra khỏi tỉnh Thất Bồng Lai, và mình sẽ cướp khán giả của người này, cướp hết cái fan của những người này. Đó mới chính là những cái câu chuyện, chứ không á, khi á là những người này cũng từng ủng hộ bên phía tỉnh Thất Bồng Lai rất là nhiều. Nhưng tại sao bây giờ những người này bị những cái fan cuồng, thậm chí là một số những cái kênh YouTube cùng chung chiến tuyến như mình lại tấn công mình như vậy? Thì nó rất rõ ràng là cái mục đích của những người này là đang hãm hại tỉnh Thất Bồng Lai chứ không phải là ủng hộ cho tỉnh Thất Bồng Lai đó. Thì nói chung cái bản tin thì ngày hôm nay là em chỉ muốn lên để em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị và các bạn có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh Các Em Nghe Về, kênh Các Em, là kênh Hữu Thọ Chính nào. Nói chung kênh Cái Nó Mất Đề Sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ cho em một like luôn nghe quý vị, ở cho kênh Các Em có tụ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những cái video mà hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào và bye bye quý vị. Bye bye.